Nhắc về như chưa hề có cuộc chia ly thì tôi có rất là nhiều những cái khoảnh khắc kỷ niệm lắm, cảm xúc lắm. Bởi vì là mình nhớ cái lần đầu tiên mình theo dõi ấy, thì mặc dù thực ra làm chương trình truyền hình mình đã biết là nó là phải kết thúc có hậu rồi, nó sẽ là cái sự đoàn tụ rồi. Nhưng mà vì là chương trình trực tiếp mà, nên là lần nào mình xem mình cũng hồi hộp và mình rưng rưng cái cảm xúc cùng với cả những người trong cuộc. Và Thanh nghĩ rằng là không có lần nào mình xem chương trình mà mình cũng không rớt nước mắt hết cả. Và lúc đó thì cái tình cảm mà mình dành cho những cái người thực hiện chương trình ấy, nó là một cái sự ngưỡng mộ rất là sâu sắc. Bởi vì không phải là chỉ về chuyên môn nghiệp vụ đâu, bởi vì là họ đã làm được một khối lượng công việc rất là lớn. Nhưng mà cái quan trọng nữa rằng là mình biết rằng là để làm được những cái đó nó rất là vất vả. Và đó phải là những con người mà họ thật sự là họ mong muốn làm được một cái điều ý nghĩa ở trong cuộc sống. Và anh cảm thấy rất là trân trọng. Và thực ra có những khoảng thời gian chính bản thân mình nghĩ trong đầu, ước gì mình là được một thành viên ở trong ekip của chị Thu Uyên. Bởi vì trong cuộc sống này á, thì Phanh luôn luôn mong rằng là sẽ có những cái điều tốt đẹp như thế nó xảy ra ở trong cộng đồng, có những cái sự đoàn tụ như thế, có những câu chuyện mình tưởng rằng là không thể, có những câu chuyện mình giống như một câu chuyện cổ tích nó diễn ra giữa đời thường. Và cái quan trọng hơn không phải là sự đoàn tụ của các gia đình ở trong chương trình đâu, mà cái truyền cảm hứng cho cộng đồng về một cái niềm tin vào những cái điều tử tế, niềm tin vào những cái điều tốt đẹp, niềm tin về những cái sự lạc quan đó. Đó là một cái điều quan trọng nhất. Và Phanh nghĩ rằng với xã hội Việt Nam hiện nay thì để giữ được cái niềm tin đó thì đấy là một cái điều vô cùng cần thiết. Và tất cả những cái câu chuyện mà như chưa hề có cuộc chia ly đưa đến với cả mọi người ấy, thì mình nghĩ rằng là với những nhà đạo diễn hay biên kịch ấy, họ dựa vào những cái câu chuyện đó hoàn toàn họ có thể viết thành một bộ phim. Có những lần Phanh xem mà thực sự là mình chỉ nghĩ là mình đặt trường hợp vào cái nhân vật đó thôi là mình đã thấy rưng rưng rồi. Và mình mới thấy rằng là ô, cuộc sống nó quá là đa dạng, cái điều gì nó cũng có thể xảy ra. Và đấy, cuối cùng thì điều gì cũng có thể xảy ra, nhưng điều kỳ diệu cũng có thể xảy đến. Đó mới là cái điều quan trọng nhất, khi mà cái thông điệp về sự nhân văn của chương trình và cái truyền cảm hứng và niềm tin và những cái sự tử tế, những cái điều tốt đẹp nó được lan tỏa.